Rồi ok, sau em xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe cho tất cả anh em đam mê PCP nhé. Thì là hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho anh em cái dòng kính VTR 3-9x40 IRAC. Cái loại này là bên em có đèn hồng tâm nhé. Để trước khi giới thiệu sâu về sản phẩm thì bên em sẽ giới thiệu qua về cách mua bán hàng bên em. Bên em là sẽ ship hàng COD nhé. Bên em sẽ gửi toàn quốc luôn, 3 ship. Bao ship vận chuyển anh em đặt hàng thì cứ alo trực tiếp vào số điện thoại, ba số điện thoại trên cho em. Thì alo trực tiếp tôi muốn mua kính. Đấy, thì là bên em sẽ giới thiệu cho anh em cái dòng kính này. Kính này là bên em mà có đèn hồng tâm anh em nhé. 3-9 3-9x40 IRAC cho anh em. Đây, em sẽ bật tâm kính lên cho anh em xem. Nó có đèn hồng tâm màu đỏ này, màu đỏ và màu xanh cho anh em. Đây. Đấy. Màu đỏ màu xanh cho anh em, cực kỳ nét luôn nhé. Cực kỳ nét cho anh em. Đây, màu đỏ đây. Màu đỏ cho anh em xem này. Đấy. Màu đỏ cho anh em nhé. Tâm kính cực kỳ nét. Kính này ở bên em sẽ là chống rung, chống giật, chống nhảy tâm cho anh em nhé. Đấy, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm cho anh em. Đèn hồng tâm xanh và đỏ để cho anh hỗ trợ cho anh em mà đi bắn ban ngày và ban đêm. Giờ kính này bên em sẽ là bao ship. Đấy, kính có cả cái chỗ để cho anh em gài đạn này. Kính có gài đạn nhá. Có tăng chỉnh lên xuống cho anh em này, sang trái sang phải đầy đủ hết anh em nhé. Đấy, chỉnh mắt mở mắt cận đều có hết. Thì là em sẽ báo giá trực tiếp ở trên video này luôn. Đấy, kính này bên em đang bán với giá là 700 bao ship kính VTR 3-9x40 IRAC có đèn, phụ kiện đi theo có chân kính cho anh em này. Chân kính và khăn lau. Khăn lau kính cho anh em nhé. Đấy. Chân kính và khăn lau kính này. Thì là khi mà bên em gửi đi thì kính nó sẽ được bọc như này. Đây bên em sẽ mở cho anh em xem. Đây, kính sẽ được bọc như này cho anh em nhé. Đấy. Bọc rất chi cẩn thận. Đây, kính sẽ được bọc như này. Có giấy để hướng dẫn sử dụng cho anh em luôn. Đấy. Có khăn lau kính này. Đấy. Là bên em sẽ bọc cẩn thận như này. Là kính VTR 3-9x40 có đèn anh em nhé. Đấy. Đó cũng có vỉ gài đạn cho anh em, đèn hồng tâm xanh và đỏ. Anh em đặt hàng thì anh em cứ alo trực tiếp vào cái số điện thoại này cho em nhé. Bên em sẽ bao ship. Em sẽ cho anh em xem tâm của kính này. Cho anh em xem tâm này. Đấy. Tâm là tâm cộng nhé. Cực kỳ nét cho anh em luôn. Đấy. Đèn hồng tâm xanh và đỏ. Để hỗ trợ cho anh em đi bán ban ngày và ban đêm nhé. Đấy, anh em nào mà muốn đặt mua thì anh em cứ alo trực tiếp vào số điện thoại này cho em. Bảo tôi muốn mua kính VTR 3-9x40 có đèn. Giá 700 bao ship. Bên em sẽ bao ship phí cước vận chuyển toàn quốc cho anh em. Anh em đặt hàng, anh em nhận hàng, thanh toán, kiểm tra hàng, đúng hàng thì anh em nhận, không đúng hàng thì anh em trả về cho bên em nhé. Rồi ok, mỗi video em xin giới thiệu và quảng cáo một dòng sản phẩm. Hẹn anh em ở các video tiếp theo. Xin chào.